Đây có đoàn cựu chiến binh đang đến dâng hương cho mời cô cả nhà. Cựu chiến binh rất đông đến dâng hương cho mời cô gái. Đây là khu mộ của mời cô á. Mời cô nằm ở trong này. Khách chưa rất đông rồi, càng ngày càng đông cả nhà. Xin được trân trọng kính mời đoàn chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình làm lễ. Lễ dâng hương tưởng niệm 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong xin được bắt đầu. Xin được kính thưa chức anh linh 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường ngã ba Đồng Lộc hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2020, nhằm vào ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý, nhân chuyến hành trình về các địa chỉ đỏ dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, hướng về 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhân ngày truyền thống gặp mặt của trung đoàn, đoàn cựu chiến binh E320, đoàn 7701, mặt trận 779, chiến trường K, đoàn do đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Hiệp, nguyên chính ủy trung đoàn làm trưởng đoàn, đã về với khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc kính viếng hương hồn 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đứng trước anh linh các chị, đoàn thành tâm đặt những bông hoa dâng nến tâm hương kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng thương tiếc khôn nguôi, lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các chị vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Cầu chúc anh linh các chị siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, an lành trong thế giới linh thiêng và mạnh mãi trường tồn cùng quê hương đất nước. Cách đây hơn 52 năm, vào ngày 24 tháng 7 năm 1968, tại mảnh đất linh thiêng này, các chị đã chiến đấu hy sinh anh dũng và nằm vào lòng đất mẹ. Đồng Lộc, nơi một thời của trào lửa chiến tranh, dâng nén hương lên tượng đài liệt sĩ, xin nguyện cầu cho các chị các anh. Đồng Lộc ơi, 10 bông hoa bất tử giữa bom thu trộn đất trời nắng gió, giữa vùng đất trời không còn cây vẫn ngát hương nuôi huyết mạch giao thông. Yêu tổ quốc vì trường tồn tổ quốc, dâng tươi thanh xuân cho những tên đường, nguyện hóa thân cho mảnh đất quê hương, đưa những đoàn xe ra chiến trường đánh Mỹ. Bão tố
đất nước thanh bình cây trái lại cho bóng người đó tranh nữ trắng trong đất mẹ yêu thương đón các chi vào lòng mười tâm hồn là trường tồn vĩnh cửu sáng mai muôn đời tổ quốc. Thanh bình cây trái lại cho bóng mười đôi